Năm 2023, ban chỉ đạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện ngày càng mở rộng và phát triển. Quyền lợi của người tham gia được đảm bảo và ngày càng mở rộng. Công tác giải quyết chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Công tác giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người có thể bảo hiểm y tế. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Từ đó góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Tính đến hết ngày 26 tháng 3 năm 2024, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 146.472 người, trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội là 18.993 người, tăng 95 người so với cuối năm 2023, đạt 19,51% lực lượng lao động của thành phố. Tham gia bảo hiểm y tế là 146.472 người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 88,4% tăng 2.439 người so với cùng kỳ năm 2023. Số thu vào Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện trong năm 2023 là 471,9 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch. Số nợ trong năm là 16,2 tỷ đồng, bằng 3,5% so với số phải thu, thấp hơn 0,75% so với chỉ tiêu giảm nợ Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Trong năm, Bảo hiểm xã hội thành phố đã cấp kinh phí kịp thời cho cơ sở khám chữa bệnh, chi đúng đủ kịp thời cho người thụ hưởng. Trong đó, trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 54,08%, vượt 2% so với chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Chi trợ cấp một lần đạt 93,65%, giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội một lần là 1.500 người với số tiền 70,3 tỷ đồng quản lý chi trả thường xuyên cho 5.713 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Chi trả đối tượng hưởng các chế độ ngắn hạn là 7.693 lượt người, với tổng số tiền là 442.184 triệu đồng. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổng số lượt người khám chữa bệnh trong năm là 263.700 lượt người, với số tiền là 181,23 tỷ đồng. Năm 2024, tập trung khai thác và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới, kịp thời cung cấp nguồn thông tin chính thống, tin cậy, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố về tầm quan trọng, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng, Nhà nước giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động đầy đủ đúng chế độ chính sách kịp thời gian quy định đồng thời áp dụng các giải pháp phòng ngừa kiểm soát chống lạm dụng quỹ trong giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân